Quảng Ninh, điểm đến thân thiện, an toàn, nơi có vịnh Hạ Long kỳ vĩ, cùng với đó là hệ thống giao thông hạ tầng đa dạng, bao gồm đường bộ, đường hàng không, đường thủy. Ngoài ra, đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả chính là một trong những công trình giao thông quan trọng tạo điểm nhấn của Quảng Ninh trong năm 2021. Tuyến đường chính thức được đưa vào khai thác từ tháng 12 với tổng chiều dài 18,7 km. Đây được đánh giá là tuyến đường bao biển đẹp và hiện đại nhất Việt Nam, nối hai thành phố trung tâm của tỉnh là Hạ Long và Cẩm Phả. Với quy mô lên đến 6 làn xe, cung đường đẹp, rộng, thoáng mát, giúp giảm tải thời gian, rút ngắn quãng đường di chuyển từ Hạ Long xuống trung tâm thành phố Cẩm Phả chỉ khoảng 30 phút. Chính vì vậy, bạn có thể tự do lựa chọn rất nhiều loại hình, phương tiện du lịch, vui chơi đặc sắc khi đến với Quảng Ninh. Tàu cao tốc Hoàng gia Cẩm Phả, trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và du lịch Hoàng gia Quảng Ninh, luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho du khách. Với tốc độ di chuyển nhanh, an toàn, thuận tiện, quy mô bến rộng tới 6.000 m², có bố trí nhà chờ hành khách thoáng mát, mặt nước rộng 12.000 m² với các tàu từ 40 ghế đến 168 khách, sang trọng hiện đại. Chuyến tàu của chúng tôi chuyên khai thác các tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn, Ngọc Vừng, Minh Châu, tham quan vịnh Bãi Tử Long, vân vân. Tàu cao tốc Hoàng gia Cẩm Phả vinh dự được ban tổ chức sự kiện hội thảo và chương trình Farmship giới thiệu xúc tiến du lịch Cô Tô năm 2022 lựa chọn là tàu du lịch duy nhất để phục vụ hơn 60 đoàn đại biểu, ban lãnh đạo, các hiệp hội du lịch của các đơn vị sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến tham dự sự kiện trong 2 ngày 18 và 19 tháng 4. Đây là sự kiện lớn, chất lượng nhằm thúc đẩy mùa du lịch tại Cô Tô sau đại dịch Covid-19, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch Cô Tô để tạo tâm lý yên tâm, an toàn cho du khách khi đi du lịch. Đồng thời đồng hành, hợp tác phát triển du lịch giữa huyện Cô Tô với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên địa bàn tỉnh để phát triển các tour du lịch đặc sắc, hấp dẫn. Củng cố phát huy hơn nữa mọi thế mạnh và tiềm năng của du lịch Cô Tô nói chung cũng như của tỉnh Quảng Ninh nói riêng. Trong toàn bộ thời gian diễn ra sự kiện, tàu cao tốc Hoàng gia Cẩm Phả đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa đoàn đại biểu tham quan một số địa danh du lịch hấp dẫn trên địa bàn huyện, thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình phục vụ du khách cũng như đoàn cán bộ đại biểu. Chúng tôi tự tin là đơn vị cung ứng tàu số 1 Việt Nam, là sự lựa chọn hàng đầu của du khách mỗi khi đến với Quảng Ninh. Uy tín, chất lượng, an toàn, đây luôn là phương châm cũng như là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đội ngũ điều hành tàu với đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ, tuyệt đối đảm bảo an toàn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật trong quá trình phục vụ du khách. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0971 498 166, 0868 010 902. Quý khách có thể truy cập vào địa chỉ Facebook Tàu Cao Tốc Hoàng Gia hoặc trực tiếp đến văn phòng đại diện, địa chỉ Bến Vũng Đục, đường Vũng Đục, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tàu cao tốc Hoàng gia Cẩm Phả, dịch vụ đẳng cấp, trải nghiệm khó quên.